Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Cháu Quân xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Một ngày mới cho hai anh em xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác, anh chị đang theo dõi trên kênh. Thưa cô bác có theo dõi thước phim hôm trước thì cũng đã biết rằng là cháu Lực cùng với lại em Quân thì đã đi mua máy về rồi cô bác ạ. Đấy, hôm qua thì ba anh em là ngủ lại ở dưới huyện, xong đến sáng hôm nay thì hai anh em mới từ dưới huyện đi về cô bác. Hôm qua máy thì là dùng gửi ra một đoạn rồi thì đến bây giờ thì ô tô không có vào nữa, thành ra là cháu Lực với em Quân là bắt buộc là phải lai về cô bác ạ. Ở đây thì sẽ dùng một xe là chở cả máy cày với lại cả thêm là cái máy phát cỏ này nữa cô bác ạ. Chở như thế thì vừa rồi cháu Lực đi một đoạn rồi, đi không có bị làm sao cả. Quân thì có đi được không? Em chắc không đi được đâu. Không đi được à? Không đi được thì để anh đi. Tí đến đi đến nhà luôn. Đấy. Vâng ạ. Đi thì thật sự ra cô bác ạ cũng rất là nhẹ thôi. Đấy, nhưng mà hàng nó cồng cánh thì chở nó cũng kiểu là nó hơi bị gập lên gập xuống một chút đấy cô bác. Đấy, đường này có vẻ như là đường này thì là người ta đang làm lại một chút cô bác ạ. Thành ra là đi rất là nhiều những ổ gà. Thế thì bây giờ thì anh em mình lại tiếp tục là di chuyển là đi về thôi nhỉ. Lúc nào mà nghỉ chân thì cháu Lực sẽ dừng ghi hình và nói chuyện cho tất cả các bác và cùng biết. Hôm qua thì cháu Lực đã lấy máy cày gửi xe khách ra một đoạn rồi các bác ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ thì xe khách không có vào đến tận chỗ của cháu Lực đang ở thì bắt buộc là phải dùng xe máy để mà chở. Quân thì hôm qua là một đêm là gọi là hầu như là mất ngủ luôn cô bác ạ, ngủ với cháu Lực ở dưới nhà nghỉ ấy. Một cái niềm vui rất là lớn đối với đến với lại em Quân. Chắc chắn là có cái những cái máy cày này vào thì công việc làm đồng áng của Quân là sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Không chỉ làm hiệu quả ở nhà Quân nữa mà nếu mà còn đi làm thuê thì cũng dùng cái máy cày này để đi mà đi quay cày thuê được. Cái máy cày thì cũng để mà nói các bác nguy hiểm thì nó cũng rất là nguy hiểm đấy, nhưng mà mình biết dùng và mình biết làm thế nào mà đi từ từ thì nó sẽ không có gặp tai nạn gì xảy ra đến với mình cả. Ở đây thì rất là nhiều cô bác cũng có bình luận trên kênh nói với cháu Lực rằng là hướng dẫn em xử. Ban ngày thì ô tô đi khá là nhiều cô bác đoạn đường này ấy. Đấy, bây giờ thì em xử cũng có một cái, em Quân cũng có một cái. Đây. Em xử thì được bác ăn, bà An Phạm là bà ấy mua cho, còn là em Quân thì được bà bé là bà mua cho cô bác. Đấy, hiện tại thì cháu Lực vẫn còn một phần quà rất là lớn nữa, cháu Lực chưa thể mua cho em Quân được. Mặc dù cái quãng đường nó rất là xa cô bác ạ, nhưng mà đi xuống thì là mua máy cày để mà chở máy cày đi tiêu con là rất là khó. Bây giờ đi thì chắc độ tầm là 2 tiếng đồng hồ nữa thì mới đến nhà cô bác ạ. Ban ngày thì nắng rất là đẹp nhưng còn đến đêm thì mưa bão rất là nhiều cô bác, đến đêm ấy, vào cái mùa này ấy. Anh em thì cũng tranh thủ là sáng sớm ra là dậy là ăn sáng xong là đi về luôn.
hôm qua thì không về được thì cháu Lực cũng đã bảo với lại điện, nhờ điện ra nhà bác Hồng Quân ấy, bảo là chắc là mấy em hôm nay là hai anh em là hôm nay là không có việc được, về được rồi. Mà nói là cái phần quà mà bà bé gửi tặng cho em Quân thì cũng rất là lớn các bác. Ở đây thì là bà bé cũng có gửi tiền vào quỹ làm nhà của Quân, là một khoản tiền cũng khá là lớn rồi. Ấy nhưng mà tuy nhiên thì là bà vẫn muốn giúp cho em Quân mua máy cày này, thêm là mua những cái phần quà khác nữa. Hôm nay thì mua được máy cày với lại cả máy phát cỏ nữa. Một tí nữa về đến nhà thì sẽ cho em Quân là nổ qua cái nước đa một chút cô bác ạ, chạy nước đa ấy. Cái thời gian qua thì cũng được là các bác cô chú anh chị mạnh thường quân ở trên kênh giúp đỡ em Quân rất là nhiều. Buổi đêm, ban đêm thì đêm nó mưa ấy, thành ra là nó cuốn hết cái cắt đi vào chỗ cua ấy, thành ra là đi đến chỗ đoạn cua rất là sợ, nó có cắt nhiều á. Đây bây giờ thì sau cái thời gian thì hai anh em cũng đã di chuyển từ dưới kia lên trên này, cô bác có vẻ như là buộc như này thì dầu nó chảy ra hay sao ấy nhỉ. Bây giờ thì bỏ ra xong là một tí nữa để cho anh để cho anh Hải là anh Hàn luôn. Hình như con xe này hết nhất hay sao rồi anh Hải ạ? Thật, đi nó bốc khói rồi. Quân ơi, bỏ từng cái một ra nhá. Anh Hải ơi, anh làm chuyến từ thiện anh Hàn cho em mấy cái mũi Hàn vào đây ấy. Được không anh? Bảo được nhưng mà tí Hàn xong thì vẫn phải gửi tiền không bác ạ? Ở gần mấy anh thì thỉnh thoảng là hay nói trêu nhau một chút thôi cô bác. Khi mà anh ấy mở quán thì bảo anh Hàn thì chắc chắn là vẫn phải đưa ít thì đưa nhiều, cũng phải đưa tiền điện các bác ạ. Cái này thì chắc là cần... Ui! Cái lòng bừa này có cần Hàn không Quân? Hàn chứ, Hàn là chắc. Hàn hết à? Hàn luôn. Vâng. Còn... Bật nó đi nè. Vâng. Vâng. Thế thì tí anh hộ em Hàn một cái bộ lòng bừa với lại một cái bộ đảo ấy, phay ấy. Vâng. À. Dạ. Mày mới Hàn á? Nhưng hôm nay không Hàn được à? Đấy. Lúc buộc thì buộc làm sao mà cho nó chắc, còn bây giờ tháo ra thì tháo như nào cũng không hết được. Máy, cái máy phát cỏ là buộc trước hay buộc sau ấy? Đấy là máy phát cỏ buộc trước. Buộc trước à? Thật không? Thế bỏ mày phát cỏ ra trước này. Ra. Một đầy ba ấy. Đấy, bỏ cái này ra đi Quân. Đấy. Bỏ cái can dầu ra đó. Đấy. Cầm nha, cầm xe nha. Cái máy nào thì người ta gọi là cái cổ biển tại người mà chú nhỉ? Mình biết dừng gì, giữ gì? Mình biết giữ gì thì nó sẽ được bền lâu.
Đánh à? Đấy, đánh nhớ bánh nha. Bước chạy bánh như này, bánh trên này trước. Này là một tí là nổ là đi về lô. Vâng. Không lấy xe máy chở nó đấy. Bây giờ hàn đây xong ấy. Nào, nhấc ra. Nhấc được không? Có 100 cân thôi mà. Đây, cái kia. Cho bánh vào đi. Quân thì nhìn người nhỏ nhỏ con nhưng mà rất là khỏe các bác ạ. chân chóng nào, chân chóng chưa? Chân chóng cua. À. Anh Hải ơi. Bây giờ Quân bỏ cái kia ra nhá, xong rồi để mình nhà anh Hải có máy luôn là thì lấy cái máy để bắn luôn. Tí đến nhà không có bắn, không có máy đâu. Ui có vẻ như cái này rất là chặt đấy. Quân ơi đi lấy cái kìm về đây Quân. Lấy kìm về đi em. Nó bẻ được chứ không bẻ được đâu. Ui dạ. Thanh niên này có bác này. Anh đi được xe còn like luôn đấy. Đây xem nào. Có phải à? Ừ. Bạn đây còn đây hàn. Cái này Quân có bỏ ra không cái này? Quân bỏ một phút đi mà cứ bắt đầu. Bắt đầu cứ. Anh Hải ơi. Anh hộ em hàn cái phay bừa này anh. Hàn cả hai bộ đi. Đó tí bao nhiêu tiền em gửi. Đó qua là nãy vừa rồi là nói chiêu anh thôi. Anh đi đâu ấy? Anh cơm á? Thế cho em mượn đồ của anh em bắn cái kia nhá. Anh chưa đi đâu mà. Vâng vâng. Cái hàng lên được lâu lắm. Thế thì cái này là em gửi lại đây nhá. Vâng. Cái này thì là anh cũng bận mất rồi cô bác, chứ không là bảo anh hàn ngày mai thì sẽ để anh chấm thêm vào đây này cô bác này thì nó mới chắc chắn được. Vâng anh. Cái này là bây giờ lắp lâu nhất dầu anh ạ. Rồi không có can ấy, can này em còn xin ở bên là cây xăng ấy. Quân ơi đổ hết dầu vào đây đi Quân, xong rồi nổ đi. Không phải cái này là nó dùng hết xong nó tự có mà. À, phải xanh ấy. Vâng. Cái này ở ngắn chiên làm gì có ai có. Thì có, cháu mới có rồi. Xem nào. Cái này khó vặn lắm. Tay dính cái dầu. Lắp cái kia trước đi để anh mở ra. Cho lắp đi. Cho lắp đi. Cái này từ lắp đi. Ui, có phải thế không? Vâng. Yep. Cái này là 3 cái thôi. 3 cái đấy ạ. Cái này 3. Cái tải theo nó chỉ là 3 cái thôi. Mình muốn lắp 4 là được, mình phải mua thêm. Đúng rồi. Thật đó. Thật mà. Tôi nói đùa đâu. Được chưa? Chú ơi chú có. Mày cắt đây. Rất số. Hả? Tao bảo mày lấy mày cắt đây. Được phiếu ấy.
Đấy, anh Hải là kiêm là sửa xe với lại sửa máy móc máy cày này mọi thứ luôn cô bác. Vâng, đúng không? Mua cho em ấy. Mua cho anh Hải. Tại không làm. Dạ. Là. Chú cháu mình thì cho nhau tình cảm. Chú cháu mình cho nhau tình cảm là được rồi. Cái này là cứ một cái ngửa một cái lên à anh? À một cái úp. Ôi, em thấy cái này sai rồi. Nó phải một cái đi vào trong chứ. Vâng. Lắp này ra hết, mình lắp vào trong cũng được. À lắp cái nọ. Còn sửa ai lắp cái nọ? Sửa nọ em biết sửa tự lắp mà. Thế. Ui, không biết đâu. Ui. Ô. À đây đúng không? Quần này chắc mày một chút. Ai dạy mày lấy cái này ra đấy cầm cháu. Thế là cái lọc của nó ấy. Thấy một tí nếu mà không lắp ở đây thì một tí nó đến nhà Quân đó các bác, không có cái máy để mà bắn. Ấy giờ thấy mới ngon nè. Một trăm à? Đấy còn nhiều nha. Quân ơi. Quân. Quân ơi, ra nhấc cái này đi cất vào trong nhà đi. Đấy, cái này thì là mai lên là anh để anh Hải hàn thôi nhá. Xong thì bảo anh Hải là bao nhiêu tiền thì để anh gửi nhá, anh Hải nhá. Đó đây để đây nhá chú. Một bỏ ngoài cũng mất rồi anh. Cái này thì có vẻ như là thưa các bác ạ, nó kiểu là theo cái nhà sản xuất này, nó người ta hàn là có chơi có được chắc chắn, cho nên là vẫn phải hàn lại thêm một chút. Lực. Dạ. 12 củ của chú. Mấy củ? 6 triệu. Tùy. 6 triệu. Cái nào? Cái máy phân cỏ kìa. Dạ. Máy phân cỏ kìa 6 triệu á? À? Vâng. Được không? Mày mua hàng gì đấy? Honda. À ừ, tưởng Honda đến rồi. Hàng tàu thì nó rơi vào tầm 1-2 triệu thôi. Honda thì nó lại đắt hơn. Về qua được vài hôm xong rồi để đấy, đi mượn thì chưa không thích. Mua về cứ phát được vài để vứt đấy, tại để đấy. Ấn này ấn gì kiểu ấn đấy. Yên mà. Bây giờ thì sẽ không có dùng xe máy để trở về cô bác, là sẽ đi về luôn. Nhưng mà cái này Quân là xem treo ở đâu được không? Cái này là mua cái lưỡi xịn của nó ấy. Cái nào? Theo... cái lưới này á? À? Ờ. Lưới này thì là chỉ là dùng để gặt lúa thôi, còn mình nếu phát thì phát loại này thôi. Ờ, mình phát cỏ, phát bằng, ừ. Nếu mà phát bằng xích ngon hơn. Bằng xích á? Văn xích, văn xích, xích cưa, cái lưới cưa. Từ chiến đoạn này vào thì cháu Lực không có dùng xe máy để mà chở đâu các bác ạ. Vừa rồi thì tháo ra lắp một cái rồi, vặn ốc nó chặt rồi cho nên là không có lắp được ấy. Đấy, đến hôm nay thì mấy cây cũng đã đến nhà của Quân rồi.
Có lẽ là bây giờ ông với bảo Quân là chưa biết là Quân có mấy cày đâu đấy cô bác ạ. Có đi được không? Được à? Cái đi đi. Vậy có vẻ như là tiếng máy cày sẽ hơi ổn một chút cô bác ạ. Trước kia là em chỉ có đi lái máy cày thuê thôi. Đấy, nhưng mà đến hôm nay thì em cũng đã có cho mình một cái máy cày được bà bé, là bà ấy mua cho em Quân. Không chỉ là chiếc máy cày nữa đâu, còn có thêm cả máy phát cỏ nữa và một cái phần quà lớn và cũng rất là ý nghĩa đối với em Quân nữa cô bác. Vừa rồi là cái lòng bừa với lại cái để mà cày đấy cô bác, thì cháu Lực gửi lại ở trên quán bên kia để ngày mai em Quân sẽ lên lấy sau. Tại sao cháu Lực lại gửi lại thì là cháu Lực cho người ta hàn những cái mũi hàn của nó ấy, để cho nó chắc chắn hơn một chút nữa. Hầu như là khi mà ai đi mua bánh cày về thì cũng phải là hàn lại cái lưới bừa với lại cái lưới cày nó lên. Có vẻ như là chỗ này là sẽ đi hơi khó một chút cô bác ạ. Đây rất là dốc. Có đi được không? Đây phải hai người ạ. À. Phải hai người á, kéo à? Một người để đằng trước. Một người để đằng trước á? Chơi mò xuống để cho nó tiết kiệm xăng một chút, tiết kiệm dầu một chút cô bác ạ. Cầm được hết không? Được à? Chắc là ông bà ở nhà là vẫn không biết là máy cày sắp đến nhà đâu nhờ. Khá là mỏi tay đấy cô bác ạ. Điều khiển là cái máy cày này nhiều là cũng khá là mỏi tay á. Ở đây thì còn có một cái hình là hình con trâu nữa này. Đây vừa rồi thì cái này là ốc nó bị tuột ra cho nên là cháu Lực với em Quân là phải tháo ra để cầm trên tay đã. Đây. Ôi. Khá là mỏi tay tại vì ngày mai thì lắp cái lưới cày nó cày ở chỗ này đi Quân ạ. Anh ngày mai thì sau khi mà đi hàn về ấy, thì lắp cái lưới cày nó cày luôn ở đây. Nếu mà Quân
hôm nọ là Quân là dùng cuốc để cuốc ấy cô bác. Đây thì khá là dốc ấy, đi là phải từ ấy. Đi tháo cái dao nó ra. Tháo ra là nó không có phanh nhá. Cái này là mình bóp một phát là nó nhảy luôn đấy. Cho nên là mình thả từ từ. Mở tay quá. Chỗ này thì còn hình như là còn khó hơn đấy. Lấy máy phát để dưới kia đi. Xong là về đây cùng anh ai. Đợi bây giờ thì đợi Quân ra nhấc cái đầu nó lên đã cô bác ạ. Nào Quân, bánh nó sắp tuột rồi. Vậy hai anh em vần cái con trâu sắt này về nhà là toát hết cả mồ hôi hột luôn. Được chưa ạ? Đấy, rồi. Rồi. Đấy, bây giờ Quân đi một đoạn đi. Đấy, ông Quân thì vẫn còn đang cắt cỏ thế kia, chắc là chưa có biết đâu. Thôi, cắm lên PF hồ nè. Chỗ này xuống được không? Chắc mai cũng cày thì chắc để đây. Thế là mai là cũng cày à? Thế để trên nhà bác này à? À. Thế lái rồi. À, bây giờ thì Quân cầm đi. Còn cái này thì là máy cày thì là Quân sẽ để gửi nhà bác này cô bác ạ. Này thì chắc là máy nữa vẫn phải mua khóa để khóa vào mà Quân nhỉ, sợ mất đâu. Cái này thì dốc quá cô bác ạ, nếu mà có cái lưới cuốc cái gì là sẽ điều khiển được đi tới tận dưới nhà luôn. Bộ vào đây còn ông Phò, này đầm cái nào đấy nè. Chỗ này thì có vẻ như dốc quá các bác ạ. Một tí nữa thì nếu mà Quân điều khiển được thì Quân điều khiển về nhà sau nhá. Cầm cái máy cày, cái máy phát cỏ này đi nhá. Nhưng mà em phải đi thay quần áo đấy. Quần áo đấy là một tí nữa phát là bẩn hết luôn đấy. Cũng nhìn thấy là có vẻ như là rậm rạp quá rồi các bác ạ. Bỏ hết ra cái túi ni lông ra đi. Xong là mình test luôn. Đây là gọi là bóc siêu ấy nhờ. Đấy, không. Máy cày này thì liệu là đi làm thuê để mà phát thì có ai thuê không? Thì có. Có nhờ. Đến cái mùa người ta làm nương các bác thì người ta thuê phát ra rất là nhiều. Giật cái mắc cái ra đi. Chắc rồi. Này, Quân này kiểm tra rất là kỹ càng các bác ạ. Sợ rằng là có chỗ nào bị tuột không, bị lỏng không. Này, dùng máy thì là cũng phải hết sức là cẩn thận nhá. Làm thì nó không nhanh nhá, nhưng mà nó cũng rất là cũng nguy hiểm đấy. Cái dây đeo đâu rồi? Có dây đeo. Đi lấy dây đeo đi. Lấy dây. Phải để cái dây đeo chéo ấy thì nó sẽ được lâu hơn. Cái đồ bảo hộ của máy cày máy đâu hết rồi? Mang ra đeo đi. Đấy, còn về những cái còn về cái lưới cắt này thì là lúc nào mà gặt lúa đấy Quân ạ?
Đấy, ở đây thì cũng có đầy đủ đồ hết này. Còn là cái này là cái để mà phát cỏ đấy. Hôm nay có vẻ như là đi nắng quá, sắp bị say nắng không? Đây, đây, cất vào đi. Đấy, còn đây là cái mú mà để mà bảo hộ làm này. Nhưng mà nếu mà lúc nào mà Quân đi làm ấy thì là Quân phải đeo ủng này, đeo tất vào nhá. Đeo cả găng tay vào nữa. Đây cũng đem về đến nhà là test thử luôn là một chút của bác. Nhìn thấy ở đây cũng khá là rậm rạp rồi. Đây, móc ở đây, Quân ơi. Em ơi. Nổ êm du nhờ. Đấy, nhìn trong đúng như kiểu là biệt đội lính đánh thuê luôn đây. Đấy, cầm theo một cái máy phát cỏ nữa. Quân ơi, Quân ơi, Quân. Dí xuống đất đi, cứ dí xuống đất đi cái này ấy, cho nó sắt xuống đất đi. Dí đi. Bên kia cơ mà, bên kia cơ mà. Đây, cứ dí đi. Đây, dí càng sâu vào. Đấy, có cái máy phát cỏ này thì phát rất là tuyệt vời đúng không các bác này? Làm nương, làm ruộng hay là đi làm đi làm thuê cho người ta cũng được. Đấy, nhưng mà phải đeo thêm cả khẩu trang vào mọi cái nữa. Đấy, rất là khỏe các bác, thấy những cây to to mà cũng phát được bay màu hết. Hay thưa các bác, mong sao là có những cái chiếc máy cày với lại máy phát cỏ này vào thì giúp cái công việc nhà anh Quân thì sẽ được nhanh hơn. Và có thể là nếu mà Quân đi làm thuê cho người ta đấy các bác. Trong thời gian qua thì em Quân cũng kể về rất là nhiều. Hết xăng rồi anh ạ. Hả? Hết xăng rồi. Cái kia vẫn còn kìa, chắc là nó ít quá. Vâng. Đấy, phải có thêm xăng vào. Đấy, trong thời gian qua thì là
bà bé cũng theo dõi được em Quân đi làm cái công việc cắt thuê này, hay là đi cắt cỏ thuê, hay là đi cày thuê. Đấy, tuy nhiên thì là chỉ có đi cày thuê là đi theo người ta, nhưng mà người ta cũng trả cho rất là ít. Đấy, hôm nay thì bà giúp em Quân là mua một cái máy cày, mua một cái máy cắt cỏ này nữa để bà thực hiện cái ước mơ của em Quân là có một cái máy cày, có một cái máy phát cỏ này. Cảm thấy là dùng có tuyệt vời không? Có à? Vâng. Đấy, có thích không? Em có. Có à? Vâng. Đấy, chắc chắn là khi mà bà bé bà nghe được những cái lời nói của em Quân như vậy thì bà cũng rất là vui mừng trong lòng của bà. Đấy. Bây giờ thì anh em mình cầm cái máy cày đi về thôi nhỉ? À, cầm cái máy cắt cỏ đi về thôi nhỉ? Vâng. Đấy, còn là một tí máy cày thì là em điều khiển là về nhà nhá. Đấy. Hôm nọ thì bà cũng có bảo là anh mua thêm cả khóa đây, nhưng mà hôm nay thì quên mất rồi, thì để đợt sau mình mua. Ôi rồi đây này, phát gọi là sạch luôn. Đấy. Mai thì là Quân là phát hết xung quanh ở nhà nữa. Có máy này tiện hơn à? Cho một tí xăng vào thì phát gọi là nhanh luôn. Thuận nhá. Này thì là để vào trong nhà nhá. À, Hiếu à. Đi đâu về đấy? Hả? À? Chào chú, bảo đi. Chào chú. Chào chú. Sao mặt bẩn đấy hả? 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 Bẩn đấy. Lọ. Ơi. Chào chú, bảo đi. Con chào chú. Không biết nói à? Sao ngang đấy, chú dạy không biết nói à? Đấy, Quân đã cất vào trong nhà nhá, mấy cái máy ấy. Sẽ nói với lại cả bà với lại ông luôn. Không biết là ông là đi đâu rồi. Cùng với đây phò. Cùng với đây này. À, đây. Ông thì mới cắt cỏ là về này, cô bác này. Đợi cả ông cả bà nữa về thì cháu được sẽ nói là phần quà này là ai với ai, ai gửi cho ông bà với lại em Quân nữa. Bà thì là một cái dáng người mà cũng rất là gầy còm đúng không bác? Năm nay thì cũng được là gần là 80 tuổi rồi. Nhìn ông của Sử thì vẫn còn cảm giác như sức khỏe nhiều hơn ông với bà. Tại vì là ông với bà thì trải qua rất là nhiều những câu chuyện mà rất là phải nói là không biết nói như thế nào đấy cô bác. Không biết làm sao mà nói cho nó, để cho nó hết được. Đấy, Quân là về tới nhà là thấy ông đi lấy củi, đi lấy cỏ về thì đi ra phụ cho ông luôn. Chỗ đấy là tầm bao nhiêu cân hả Quân? Chắc 15 cân. 15 cân à? Cùng với Tiết Tòn nhà mai cùng bạn à? Đi nát á? Ông thì đi lấy cỏ đó các bác, kèm theo là một đôi ủng nữa. Má này năng lán hát tổ cùng ta phó cho thứ mấy cây hở. Ông thì có vẻ như là đợt này là có cỏ nhiều hơn cô bác, đi cắt là ngay dưới ruộng ở đây thôi. Vấn đề làm tại Quân tài xứ mấy cây tài xứ mấy làm nhà mà này đấy mi giáo rủ nước ngoài phải đúng bà bé đi gửi trên mà hơi làm hơi Quân tứ đấy đi gửi trên mà thiếm lên nhưng xứ bản nào nó vẫn tao bị thứ gì cái thiếm đấy, cũng bảo với ông bà là phần quà này là của bà bé, phần quà này là của bà bé, là bà ấy gửi cho em Quân cùng với lại ông bà đấy. Tuy nhiên thì hiện tại thì vẫn còn một cái phần quà nữa thì cháu Lực chưa thể bật mí vội được, để mà mấy nữa cháu Lực sẽ bật mí sau cô bác ạ. Đấy, bản này mi máy cày bên này lên hóc na lên hay thoải mái à, nó cũng luôn bản này à. Bữa đây với linh cơ mà vẫn còn tay thì hà văn pha nó quốc cái đám quân tụng văn cho nào vậy tay chân thẻ văn chân phơi riêng à la cái trường có quỳ nữa đâu, có cái đi nào lên chứ, anh mấy vài à này đi, đi về cái riêng luôn. À thế là trước kia thì Quân là chưa có chia sẻ cho cháu Lực biết câu chuyện này cô bác ạ. Vừa rồi thì được ông với lại bà nói với cháu Lực rằng là hôm nọ Quân là đi hộ có một người ở trên này này cô bác này, hộ được 4-5 ngày liền
Đấy thì người ta có hứa rằng là sẽ đem máy cày để mà về giúp cho quân làm. Đấy nhưng mà đến cuối cùng thì người ta lại đi làm mất rồi. Là đấy, không có về. Cấm chơi rồi. Đấy, phải nói là có thể là ấy lần sau thì quân là quân nên rút kinh nghiệm về cái điều này nhá. Vâng ạ. Đấy hôm nay thì hai anh em mình đi chở máy cày về thì cũng thấm khá là mệt rồi. Đấy bây giờ thì cũng để quân là tắm rửa nghỉ ngơi là ở nhà với lại ông bà. Đấy hôm qua thì ngủ dưới kia một đêm thì chắc ông bà cũng rất là lo. Cũng ha cảm ơn Phong cắm ở cùng, cảm ơn bà bé cắm ở cùng nghe giống cú tầm mơ cái thời đấy đấy ca khẩu ca còn nông đấy chứ cùng. Cảm ơn bà bé giúp đỡ mấy cây là thứ thứ mấy à, cảm ơn thứ mấy cây ta anh là mấy lau nhà để cảm ơn bà bé rồi. Vậy ông thì cũng không có biết nói tiếng phổ thông nhiều các bác ạ, chỉ biết nói là những cái từ cảm ơn thôi. Ê, Phò ha, cảm ơn Phong cắm ở Phò. Được rồi ha, ủa không? Ha khỏi nông hết rồi ha, cảm ơn Phong bà bài Phong thứ mấy cây. Lê bà có cháu thốm giúp đỡ hờ cháu thốm nhà bà bài đây chính đây nung giúp đỡ cháu thốm mấy cây cơ hờ mà nè bà bài đấy à. Đấy, vừa rồi thì bà gửi một lời cảm ơn tới bà bé và nói là bà cũng rất là biết ơn bà bé khi mà mua mấy cây cho em Quân. Phải nói là mua mấy cây với lại mấy cắt cỏ phần những phần quà cho em Quân đấy các bác và rất là biết ơn rồi. Đấy, nghĩ trong thời gian qua nghĩ cái khoảng thời gian qua mà khi mà gia đình mình không có trâu để mà cấy đi Quân là đi làm cùng với người ta đổi được những cái ngày công về ấy, nhưng mà đến lúc về đến nhà thì lại không ai giúp nhà mình. Đấy. Đấy, hôm nay thì anh em mình đã lấy cái máy cày là về tới nhà rồi và cũng không có chuyện gì mà xảy ra cả. Đấy chỉ khỏi sợ rằng là anh em mình đang đi dọc đường thì gặp những cái tai nạn gì. Thì điều đấy khi mà nếu mà mình gặp phải thì thứ nhất là ông bà rất là lo. Vâng ạ. Đấy Quân thì hầu như là Quân là trụ cột chính trong gia đình rồi. Cho nên là làm cái gì cũng hết sức là phải cẩn thận một chút. Đấy máy cày thì anh cũng nói với lại Quân rất là nhiều rồi. Làm thì nó cũng rất là nhanh. Đấy nhưng mà gặp nạn thì nó cũng phải nói là bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đấy cho nên là làm cái gì cũng phải cẩn thận một chút nhá. Và phải là gìn giữ thêm là một chút nữa. Câu này thì anh em nói rất là nhiều rồi. Người ta bảo là cổ biển thì là tại người. Đấy là do mình hết. Vâng ạ. Đấy. Có lẽ là cái thức phim hôm nay cũng khá là dài thôi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa cô bác nhá. Và cái phần quà của bà bé gửi cho cháu Lực dành tặng cho em Quân thì hiện tại là vẫn còn một cái phần quà rất là lớn nữa. Cháu Lực chưa bật mí ra các bác nhá. Để mà hôm nào đi vào và mua cái phần quà đấy thì cháu Lực sẽ nói sau. Còn là bây giờ thì xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy và đến thứ hai những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.